Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chỉ cách cho mọi người đi những con cờ trong bàn cờ vua. Thứ nhất là con chốt, nó có thể đi một ô hoặc là hai ô. Khi gặp kẻ thù ở hàng chéo, nó có thể ăn ở hàng chéo, không thể là ăn ở hàng thẳng. Thứ hai là con xe, nó có thể đi tới hoặc là đi ngang. Thứ ba là con ngựa, nó có thể đi xuyên qua những con khác theo hình chữ L và đi bất cứ nơi nào theo hình chữ L nó thích. Thứ tư là con tượng, nó có thể đi xéo theo màu ô nó đang đứng. Thứ năm là con hậu, nó có thể đi bất cứ nơi nào nó thích, các bạn có thể đi tự do. Thứ sáu là con vua, nó có thể đi bất cứ chỗ nào đó thích nhưng chỉ được một ô duy nhất. Tới đây là đã hết video rồi, các bạn hãy like và đăng ký kênh. Cảm ơn. Xin cảm ơn.